Mới đây tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID cùng Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch Đầu tư khởi động dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ, USAID Link SME. Dự án có kinh phí 22,1 triệu đô la Mỹ và được thực hiện trong 5 năm. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, dự án góp phần tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống của môi trường kinh doanh thông qua các hoạt động cải cách thể chế, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời tạo ra các thay đổi cơ bản về khả năng hội nhập, kết nối với khu vực và quốc tế cũng như với chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự án sẽ góp phần tích cực giúp Chính phủ Việt Nam giải quyết các vấn đề mà khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đang đối diện, tăng cường năng lực liên kết cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các ngành được lựa chọn, đồng thời tác động lan tỏa, khuyến khích nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tự tin và chủ động vươn ra các thị trường quốc tế.